chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015. Chương trình có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tích cực hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở. Tin trong nước, Quốc hội thảo luận tại đoàn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Hội nghị toàn quốc về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy đến dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10. Trong đó tập trung vào các nội dung: tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Về kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội diễn ra trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 10 và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá được chặng đường 30 năm đổi mới của tỉnh, những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra 22 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã xác định 3 khâu đột phá và mục tiêu phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10. Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 đã bầu Ban thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Rón được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Trên cơ sở 22 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ngành các cấp quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng thời cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến các đại biểu một số vấn đề về tình hình quốc tế thời gian gần đây. Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Hồ Quỳnh Tuyết Huệ, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại thị xã Bình Minh. Đoàn đã trực tiếp đến tìm hiểu về việc thực hiện công tác này tại phường Cái Dồn và ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương. Cụ thể là số phụ nữ tham gia chính quyền chiếm 32%, có 8,8% phụ nữ dưới 45 tuổi được đào tạo nghề. 70 trên 70 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ giống dài. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra nạn bạo lực gia đình. Báo cáo của đoàn ban về sự tiến bộ phụ nữ thị xã Bình Minh cho biết, do kinh phí hạn chế, không có cán bộ chuyên trách, nghiệp vụ còn hạn chế, nên công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới chưa thường xuyên và sâu rộng. Thị xã còn 4 trên 23 chỉ tiêu chưa đạt, gồm tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân và chính quyền các cấp. Chỉ tiêu các cơ quan đoàn thể có trên 30% là nữ, có nữ lãnh đạo chủ chốt, chỉ tiêu nữ có trình độ đại học thạc sĩ, chỉ tiêu số nữ được đào tạo việc làm mới. Dịp này, đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất của địa phương như hỗ trợ kinh phí cho thành viên ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, thường xuyên mở các lớp tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để thu hút thêm nhiều đối tượng. Nhằm tiếp tục khẳng định những chứng cứ lịch sử của đoàn 9901 trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm những mốc son lịch sử của đoàn 9901. Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí là chuyên gia, cán bộ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Cửu Long nói riêng lại tiếp tục cuộc trường chinh mới bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi quả tuyệt chủng do tập đoàn phản động Pol Pot Insari gây ra, hồi sinh một dân tộc. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đoàn quân sự 9901 Cửu Long
trong 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989, khi vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, vừa giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng chính quyền cách mạng, khôi phục và phát triển đất nước. Làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn tại tỉnh Kompong Sbu, tỉnh kết nghĩa với tỉnh Cửu Long, hoàn thành cao cả nhiệm vụ. Đoàn quân sự 9901 Cửu Long đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tọa đàm là cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bổ sung thêm những mốc son, tư liệu lịch sử của Đoàn quân sự 9901 Cửu Long, là cơ sở để tổng kết biên soạn lịch sử, góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cho thế hệ trẻ hôm nay. Nhằm tạo điều kiện cho báo cáo viên các cấp học tập trao đổi kinh nghiệm với nhau, đúc kết những phương pháp, cách thức truyền đạt hay có hiệu quả thiết thực, nhanh chóng đưa chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2015, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp năm 2015 ở cấp cơ sở. 64 thí sinh là các báo cáo viên đến từ 58 chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tham gia dự thi cấp cơ sở, được chia thành 6 cụm thi tương ứng với các khối đảng, nhà nước, đoàn thể và trường học. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm đề cương, trình bày và trả lời câu hỏi có nội dung tập trung vào các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7, 8, 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, nghị quyết năm 2015 của cấp ủy các cấp, nghị quyết của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội thi cụm 3 cụm nhà nước vào sáng nay có 10 thí sinh đến từ 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Sau cụm mở đầu này, 5 thí sinh còn lại sẽ tiến hành hội thi từ nay đến cuối tháng 10. Ban tổ chức dự kiến hội thi cấp đảng ủy khối sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới nhằm chọn thí sinh xuất sắc tham dự tiếp hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2016. Vào sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người năm 2015. Tham gia hội thi của 8 đội với 96 thí sinh là lực lượng đoàn viên thanh niên của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nội dung hội thi là các kiến thức về quy định của pháp luật về phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người, tìm hiểu những dấu hiệu để nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy, đồng thời đề ra một số giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy. Đây là dịp để các đơn vị tham gia giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy tại cộng đồng, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, nâng cao sự phối hợp giữa các ngành các cấp và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Chiều nay, Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Vũng Liêm Vĩnh Long tổ chức họp lần 2 báo cáo tình hình tổ chức hội chợ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Vũng Liêm Vĩnh Long năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại sân vận động huyện Vũng Liêm. Đến mai, Ban tổ chức đã vận động được 60 đơn vị tham gia với 109 gian hàng. Dự kiến thời gian tới sẽ vận động thêm từ 50 đến 60 gian hàng theo kế hoạch ban đầu. Hiện công tác chuẩn bị cho hội chợ về mặt bằng, điện, nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đang được gấp rút thực hiện. Ông Nguyễn Minh Tho, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức hội chợ đề nghị địa phương cùng các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá về hội chợ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chú trọng công tác bảo vệ trong thời gian diễn ra hội chợ, kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng hóa khi đưa vào hội chợ. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì bà con nông dân trong tỉnh đã xuống giống gần 1.250 hectare lúa đông xuân sớm, trong đó thì huyện Trà Ôn xuống giống hơn 1.000 hectare. Tuy nhiên do mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều diện tích lúa của bà con bị ngập nước. Tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, do mưa lớn nhiều ngày qua, nhất là cơn mưa ngày hôm qua đã làm cho nhiều ruộng lúa đông xuân mới xuống giống của bà con bị ngập nước. Ngoài xã Tân Mỹ, nhiều ruộng lúa ở các xã khác cũng bị ngập cục bộ. Nơi nào bà con có điều kiện tranh thủ tháo nước kịp thời thì thiệt hại không quá lớn. Còn những ruộng không tháo nước được thì lúa giống bị chết như thế này. Hiện bà con đang tích cực bơm tát để cứu lúa. Nhiều hộ khác do chết giống nhiều nên đã mua lúa giống mới để chuẩn bị gieo xạ lại. Theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, từ đây cho đến ngày 9 tháng 11 sẽ xuống giống dứt điểm đợt sớm vụ lúa đông xuân năm 2015-2016 với diện tích khoảng 12.000 hectare. Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, ngoài việc chuẩn bị đất, gieo xạ và chăm sóc chúng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn,
bà con nông dân cần chuẩn bị thêm thiết bị bơm tát để phòng mưa bão xảy ra, giúp bảo vệ tốt ruộng lúa của mình. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích chăm lo đời sống của hộ nghèo, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia tốt cuộc vận động Ngày vì người nghèo. Từ nguồn quỹ vận động được, bên cạnh việc hỗ trợ người nghèo được điều trị bệnh, cứu trợ, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo phát triển kinh tế, học bổng cho học sinh đến trường, thì năm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn tập trung nguồn lực hỗ trợ các xã nông thôn mới hoàn thành tiêu chí nhà ở để đạt mục tiêu về đích trong năm 2015. Để góp phần hỗ trợ các xã còn lại hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về nhà ở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng chúng ta góp sức giúp các hộ nghèo xây dựng lại nhà ở. 19 tiêu chí này, trong đó có cái tiêu chí về nhà ở hiện nay của các cái xã nông thôn mới đó, nó cũng là một trong những cái nội dung hết sức là bức xúc, cần phải có cái sự đó là đầu tư hỗ trợ để cho đó là phối hợp giữa cái nguồn của tỉnh, huyện và cơ sở cũng như là các cái nhà hảo tâm là doanh nghiệp để góp phần xây dựng. Với cái nguồn vận động năm 2015 này đó thì coi như đó là tỉnh cũng đã đầu tư 384 căn cho đó là trong các cái xã nông thôn mới. Tuy nhiên thì với cái số lượng này thì có thể cũng chưa đáp ứng được. Cho nên về phía địa phương cũng như ở các cái xã cũng phải đó là tập trung vận động để phối hợp gắn kết giữa các cái nguồn lực này để rồi đó là chúng ta hoàn thành theo cái chỉ tiêu về nhà ở. Trung bình mỗi căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn được giúp ngày công, tiền, vật tư của thân nhân gia đình, nên hầu hết các căn nhà đều được xây dựng khá khang trang, đảm bảo 3 tiêu chí: nền cứng, cột cứng và mái cứng. Vừa qua được cái Mặt trận Tổ quốc là vận động vốn để rồi cất nhà, hỗ trợ cất nhà cho các đối tượng nghèo của xã nông thôn mới, thì đây là cái nguồn vốn là đầu tư tôi thấy hết sức chính đáng, rồi nó góp phần cho cái lớn cho xã, xóa nhà tạm bợ cho cái hộ nghèo cận nghèo. Thì vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc có vận động cái xã khoảng 15 căn thì cơ bản đáp ứng cái vấn đề này. Thì cái hướng tới á, thì xã là đang nâng chất cái tiêu chí nhà ở trong cái tiêu trong các cái bộ tiêu chí nông thôn mới xã. Tháng 9 tới đây là xã công nhận xã nông thôn mới. Ngoài hỗ trợ các xã điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn tích cực hỗ trợ cho nhiều địa phương khác để sớm hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình là huyện Tam Bình, trong đợt này được tỉnh hỗ trợ 49 căn nhà với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ cho Ngãi Tứ, xã điểm nông thôn mới của tỉnh, huyện còn phân bổ cho các xã Phú Lộc, Phú Thịnh, Tân Phú, Tường Lộc và Bình Ninh. Huyện thì đã tập trung phân bổ cho các cái xã. Thì ở đây thì phân bổ chủ yếu là cho các cái xã về đích về nông thôn mới trong năm 2015, cũng như các cái xã mà phấn đấu đạt cái tiêu chí về nhà ở. Thì đối tượng thì chúng tôi chọn là tập trung giải quyết cho cái hộ nghèo. Đối với huyện cũng chỉ đạo cho các cái địa phương, cho Mặt trận xã, kết hợp các ban ngành thì ra soát lại các cái hộ nghèo có cái nhu cầu về nhà ở trong năm nay để giải quyết trên dứt điểm. Thông qua cuộc vận động Ngày vì người nghèo, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ đầu tư xây dựng gần 400 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Thông qua sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết của tỉnh ủy đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, hôm nay các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đa số các ý kiến của đại biểu đánh giá các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, có chất lượng cao, đánh giá toàn diện tất cả các mặt. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11, 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn, dự báo tình hình thế giới và đất nước, mục tiêu nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phương hướng mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phương hướng nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp,
phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường, phương hướng nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về giáo dục đào tạo, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện. Một số ý kiến tập trung đánh giá tình hình xây dựng đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, phương hướng xây dựng đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của đảng. Cơ bản đồng tình với mục tiêu và giải pháp được nêu ra trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Tuy nhiên, vấn đề được đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long quan tâm là giải pháp nào để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long. Trong thảo luận, đa số ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với chỉ tiêu và giải pháp được nêu trong dự thảo. Tuy nhiên, vấn đề làm nhiều đại biểu băn khoăn là giải pháp nào để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể như vấn đề giải quyết việc làm cho 200.000 người tốt nghiệp cao đẳng đại học sau đại học ra trường. Sắp tới thì tôi đề nghị là bây giờ chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt này, đảng phải trong cái văn kiện phải thể hiện được cái vấn đề lãnh đạo này cho nó có hiệu quả hơn. Chứ còn không để mà nói hoài thì không làm được. Thì cái chỗ này tôi cũng đề nghị là văn kiện nên là có nhấn mạnh vào cái vấn đề là giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Mà đây là cũng là để mà phát triển nguồn nhân lực đó. Vì vậy là đây là cái số mà đã có học nhưng mà giờ là không làm được thì đâu có phát triển được nguồn nhân lực. Thì chỗ này tôi rất là quan tâm này. Một trong những vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để phát triển kinh tế các vùng miền còn khó khăn trong cả nước. Trên cơ sở phân tích những tồn tại kéo dài trong thời gian qua ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu kiến nghị văn kiện của Trung ương cần có chiến lược để thúc đẩy vùng này phát triển. Hiện nay là đối chiếu lại thì dân trí và hạ tầng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khá thấp kém. Thứ hai là thiên tai liên quan tới biến đổi khí hậu toàn cầu là cái vùng là bị ảnh hưởng khá lớn theo cái dự báo. Và thứ ba đó là cái nguồn lực thu hút từ cái vốn đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước trong 5 năm vừa qua cũng khá thấp so với yêu cầu và so với cái chỉ tiêu phấn đấu. Chúng tôi cũng đề nghị là nên có một cái chiến lược phát triển kinh tế vùng miền, trong đó nên nhấn mạnh để khai thác tiềm năng khả năng để phát triển cho được đồng bằng sông Cửu Long. Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu Lưu Thành Công đặt vấn đề trong văn kiện Trung ương chưa thấy đề cập đến giải pháp để phát triển nông nghiệp đối với khu vực có nhiều đóng góp quan trọng đến an ninh lương thực quốc gia. Đại biểu kiến nghị bên cạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng hàng hóa, thì vấn đề quan trọng là làm sao gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Mà muốn làm cái này thì không phải là người nông dân làm được, mà phải là thực hiện cái sự điều hành của chính phủ, làm sao để là hình thành được cái vùng nguyên liệu, mà dùng nguyên liệu này phải dùng nguyên liệu lớn chủ lực theo địa phương trên cái quy hoạch kinh tế vùng miền. Cái này thì chính phủ làm liên kết với các bộ ngành trung ương, rồi làm sao chúng ta bao tiêu được cái ổn định giá cho nông dân từng tỉnh, và có thể bằng hai nguồn kinh phí, một cái nguồn là của tỉnh, một cái nguồn của nhà đầu tư. Cái này Thái Lan làm rất tốt. Chúng ta chịu trách nhiệm tham gia cái chuỗi giá trị trong tỉnh, toàn quốc và toàn cầu. Và người nông dân thì không phải tự bơi ở trong cái kinh tế thị trường, mà nhà nước, doanh nghiệp phải làm cái này thay cho người nông dân. Ngoài ra, đại biểu kiến nghị trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng cần tạo điều kiện đúng mức để loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Bên cạnh đó, cần có chủ trương định hướng lớn của đảng để hình thành nhiều mô hình hợp tác xã làm ăn lớn, tập trung xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ra nước ngoài, góp phần đưa nền kinh tế xã hội đất nước ngày một phát triển. Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn, sáng nay tại thành phố Vinh, Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị về hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ toàn quốc lần thứ 8 năm 2015. Trong giai đoạn 2014-2015, đã có 52 đề tài và 91 dự án đã và đang thực hiện trên các lĩnh vực. Các trung tâm đã làm chủ được 227 công nghệ, tập trung ở một số lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, xử lý môi trường.
Tại hội nghị, các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có cơ chế, chính sách, phương án hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, vì đa số các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của trung tâm là hoạt động công ích, phi lợi nhuận, trong khi các công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro. Các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưu tiên kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tạo điều kiện và hỗ trợ các trung tâm được đăng ký đề tài cấp quốc gia và một số đề tài dự án khoa học phục vụ nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của địa phương. Tiếp tục chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Nhật Bản sẽ gửi công hàm phản đối kế hoạch của Nga xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo tranh chấp Kurin thuộc Thái Bình Dương. Ít nhất 42 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nhất tại Pháp trong hơn 30 năm qua. Thưa quý vị, sáng nay Nhật Bản cho biết sẽ gửi công hàm phản đối kế hoạch của Nga xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo tranh chấp Kurin thuộc Thái Bình Dương. Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo về kế hoạch này. Trong một cuộc họp báo tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: "Chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ về thông tin trên, nhưng nếu kế hoạch của Nga là có thật, thì chính phủ Nhật Bản sẽ cực lực phản đối, bởi chúng tôi luôn giữ vững lập trường rằng quần đảo này là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhật Bản." Kurin là một nhóm đảo ở Thái Bình Dương được Liên Xô kiểm soát từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong khi Nhật Bản vẫn xem đây là lãnh thổ phương Bắc. Theo giới quan sát, việc Nga đưa ra kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự trên vùng đất này sẽ càng làm căng thẳng thêm mối giao bang giữa hai nước. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng là nguyên nhân chính khiến Nga và Nhật Bản đến nay vẫn chưa chính thức ký hiệp ước hòa bình. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào đêm qua về Việt Nam đã tổ chức một cuộc thảo luận liên quan đến tình hình căng thẳng hiện nay giữa Israel và Palestine. Theo đó thì lên án các vụ tấn công gần đây và kêu gọi các bên có bước đi cần thiết để chấm dứt bạo lực leo thang. Tham dự cuộc họp này có đại diện của cả Palestine và Israel. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jan Eliasson nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công và đụng độ đẫm máu xảy ra ở Jerusalem, bờ Tây, dải Gaza và các thành phố của Israel chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong hai tuần lễ qua, các vụ bạo lực đã khiến 47 người Palestine và 7 người Israel thiệt mạng, hơn 5.000 người Palestine và khoảng 70 người Israel bị thương. Theo ông Eliasson, việc xây dựng các khu định cư của Israel là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bạo lực tại các vùng đất của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng này có thể không xảy ra nếu người dân Palestine có được hy vọng về một nhà nước tồn tại độc lập. Quan chức trên cũng cảnh báo Israel về bất kỳ động thái nào làm thay đổi hiện trạng các đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, đồng thời kêu gọi Tel Aviv khẩn trương tiến hành các cuộc điều tra độc lập nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình về vấn đề này. Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến làn sóng bạo lực giữa Israel và Palestine, hôm nay một thiếu niên người Palestine đã bị quân đội Israel bắn bị thương sau khi người này đâm một binh sĩ Israel tại một khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây. Trước đó, một số phong trào Hồi giáo của Palestine đã kêu gọi người dân tham gia ngày thứ Sáu thịnh nộ nhằm trả thù cho những người Palestine bị Israel sát hại. Hôm nay, Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Nga và Mỹ đã bước vào cuộc họp ở thủ đô Viên Áo để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Trước chuyến đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông sẽ mang đến cuộc họp cái mà ông gọi là những thông tin trực tiếp về chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào nhóm phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Kể từ ngày 30 tháng 9 đến nay, chiến đấu cơ của Nga đã thực hiện 780 lần xuất kích, không kích vào gần 800 mục tiêu ở Syria. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Lavrov dự kiến sẽ thúc đẩy thành lập một đại liên minh quốc tế chống IS. Ngoài ra, ông cũng sẽ đề cập đến tiến trình chính trị cho tương lai của Syria theo đề xuất của Nga. Gần đây, một số quan chức ngoại giao phương Tây nhất trí rằng có cơ hội để Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài đến năm thứ năm ở Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Al-Zubir thì chỉ trích hoạt động quân sự của Nga ở Syria, đồng thời nhận định cuộc chiến này chỉ có thể chấm dứt nếu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức vô điều kiện. Ít nhất 42 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe buýt đâm trực diện một xe tải tại khu vực Giron, cách thành phố Bordeaux của Pháp khoảng 60 km về phía đông vào sáng nay. Đây là vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong hơn 30 năm qua.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, chiếc xe buýt nói trên chở khoảng 50 người, chủ yếu là người cao tuổi, từ làng Petit Pala đến vùng Blanc để tham quan. Tuy nhiên, xe mới khởi hành được vài km thì xảy ra tai nạn. 41 trong tổng số 42 nạn nhân tử vong là hành khách trên xe buýt. Nạn nhân còn lại là tài xế xe tải. Sau khi xảy ra va chạm, cả hai chiếc xe đã bốc cháy. Lính cứu hỏa cùng nhiều lực lượng chức năng đã được điều tới hiện trường để tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn. Hiện nhà chức trách Pháp đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc này. Cuba vốn nổi tiếng là quốc gia sở hữu nhiều thành tựu y tế nổi bật. Tuy nhiên, ngành y tế nước này cũng gặp không ít khó khăn do lệnh cấm vận từ Mỹ. Chính vì vậy, chính phủ Cuba mong muốn lệnh cấm vận sẽ sớm được dỡ bỏ để nước này có thể nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị y tế. Với những công nghệ hiện đại cùng năng lực sẵn có của đội ngũ y bác sĩ, chính phủ Cuba kỳ vọng lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục là một điểm sáng trong quá trình mở cửa của quốc đảo Caribe này. Tại Cuba, người dân được chăm sóc y tế miễn phí, kể cả khi kinh tế rất khó khăn, chính phủ vẫn cố gắng tìm mọi nguồn hỗ trợ tài chính để mang về các thiết bị và dược phẩm mới chữa trị cho người dân. Thế nhưng những nỗ lực trên đã vấp phải khó khăn bởi nhiều thiết bị y tế chỉ có mặt tại thị trường Mỹ hoặc thuộc sự bảo hộ sáng chế của Mỹ. Do lệnh cấm vận vẫn còn nên Cuba rất khó nhập khẩu chúng. Ông Lazaro Diaz Guzman, giám đốc công ty thiết bị y tế của Cuba cho biết, hiện tại chính phủ vẫn đang hợp tác với các nước như Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha hay Italia để phát triển và sản xuất các máy móc và thiết bị y tế. Song do đây là những thị trường rất xa Cuba nên chi phí nhập khẩu cao, từ đó đẩy chi phí chăm sóc y tế tăng lên gấp nhiều lần. Nếu Cuba có các đối tác gần hơn như Mỹ hay là Canada thì khó khăn trên sẽ được giải quyết. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.